Chết thuận kinh ký sự em đã được học chưa? Bản tự tình của Hồ Xuân Hương nhiều nỗi niềm chất chứa. Nào nỗi lòng cô đơn, nào khát vọng hạnh phúc. Người vợ lẻ bẻ bàng giữa trời khuya lạnh chút. Ai thương vợ như Trần Tế Xương thêm bài ca ngất ngưỡng. Muốn làm quan một cách ngạo nghễ cần tài năng thao lược. Ai đi trên bãi cát như là Cao Bá Quát. Những danh lợi đang ở phía trước khiến nhiều người khao khát. Ôi văn tế nghệ sĩ cần dụ những linh hồn bất tử. Sự căm hờn những kẻ gây ra tiếng khóc nghẹn cất giữ. Thực dân lúc xâm lăng chúng hành hạ dân tộc ta, nhưng theo tay là nhục ta nguyện chết tại quê nhà. Hai đứa trẻ của Thạch Lam cảnh không gian chiều tà, một huyện nghèo nhỏ bé nhìn đứa trẻ xót xa. Văn 11 có chí phèo tên giang hồ đang ra, cái lô bịch trong đám ma hạnh phúc của một tan gia. Nhưng chàng ra đi mà không trở lại, nơi loa thành thiếp vò vỏ chờ trông. Đến hôm nay thật sự tan nát cõi lòng, Mỹ Châu sẽ chết tại đây cho người xưa hả dạ. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh sẽ nói tiếp chương trình ca cổ giới thiệu tiết mục mới Thu Thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long qua một sáng tác của Quỳnh Thanh Tuấn, bài hát Tâm sự Mỹ Châu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Thank you.